Lee Seung Gi chính thức hẹn hò Lee Dae-in, con gái nàng Dae Jang-geum, thuyền Yuna đã chìm. Mới đây vào sáng ngày 24 tháng 5, truyền thông Hàn Quốc khiến dân tình nháo nhào khi vừa đưa tin Lee Seung Gi đang hẹn hò được khoảng một năm với nữ diễn viên Lee Dae-in, con gái của Mama Choi trong bộ phim Nàng Dae Jang-geum. Sau 6 năm chia tay Yuna và không công khai hẹn hò với bất kỳ ai khác. Được biết cả hai vốn là bạn bè thân thiết nhưng dần dần nảy sinh tình cảm yêu đương trong quá trình làm việc chung. Truyền thông Hàn tiết lộ, cặp đôi quen nhau nhờ sở thích chơi golf, thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi cho nhau. Trong khoảng thời gian đóng phim Most, Lee Seung Gi thường xuyên tới thăm bạn gái khi không đến trường quay. Thậm chí, cặp đôi không ngại ngần công khai mối quan hệ này với những người thân quen. Tin hẹn hò được tung ra đúng vào thời điểm Lee Seung Gi tuyên bố không tái ký hợp đồng với công ty quản lý mà nam diễn viên đồng hành trong thời gian 17 năm từ khi debut là Hook Entertainment để thành lập công ty riêng. Lee Dae-in sinh năm 1992 là một trong hai cô con gái của Mama Choi, Kyun Mi-ri. Cô từng đóng các tác phẩm như Hoa Rang, Come and Hurt Me, Doctor Prisoner. Được biết, Lee Dae-in còn là con gái rượu của minh tinh quyền lực Kyun Mi-ri, Mama Choi trong bộ phim Nàng Dae Jang-geum. Ngay sau khi giới truyền thông đưa tin, phía công ty quản lý của Lee Dae-in cũng lên tiếng xác nhận về thông tin trên. Theo đó, 9ATO Entertainment bất ngờ tuyên bố với trang News One, đồng thời xác nhận cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu. Lee Dae-in và Lee Seung Gi gặp gỡ với tư cách là những người đồng nghiệp với nhau từ khoảng 5-6 tháng trước. Họ nảy sinh tình cảm và hiện đang tìm hiểu nhau. Chúng tôi mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ họ và sẽ luôn yêu thương để hai nghệ sĩ tiếp tục mối quan hệ vui vẻ và tốt đẹp trong hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, sau khi tin đồn hẹn hò của Lee Seung Gi và bạn gái kém 5 tuổi xuất hiện trên các diễn đàn truyền thông, bên cạnh những bình luận chúc mừng cặp đôi, nhiều fan tỏ ra sự tiếc nuối vì thuyền cũ không cập bến. Do đó, không ít người hâm mộ nam diễn viên vẫn ghép đôi Yuna, Lee Seung Gi dù hai người đã chia tay được gần 6 năm. Bên cạnh đó, Lee Seung Gi còn có một lượng fan ủng hộ anh đến với Suzy sau khi hai diễn viên hợp tác trong phim Vagabond hồi 2019. Còn nhớ 6 năm trước, Lee Seung Gi và Yuna gặp nhau trong chương trình Strong Hearts do Lee Seung Gi làm MC. Sau nhiều lần ấp mở, đối phương là hình mẫu lý tưởng của mình, thậm chí Yuna là một cô gái trong mơ mà rất nhiều người muốn hẹn hò. Điều này làm cho các fan không khỏi lo ngại việc Lee Seung Gi phải đối mặt với nhiều đối thủ như thế. Đến cuối cùng, Yuna và Lee Seung Gi cũng thành đôi trong sự đẩy thuyền nhiệt tình của công chúng. Việc hẹn hò của cả hai cũng hết sức đơn giản và trong sáng, như hẹn hò không quá 1 giờ sáng, đi dạo dọc bờ sông trên chiếc xe và ăn mặc cũng hết sức giản dị. Ngoài ra, khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình và được các phóng viên phỏng vấn về chuyện hẹn hò, thì cả hai vẫn giữ sự tế nhị nhất định. Chính vì vậy, cặp đôi luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Sau tất cả, cặp đôi đường ai nấy đi sau một năm 9 tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau với lý do chia tay hết sức phổ thông, đó chính là lịch trình bận rộn. Và tất nhiên, sự kiện này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.